top những điều bí ẩn tại vườn rau của tôi. Top 1 là cái cây ổi này, tôi trồng càng ngày thì nó càng béo đi. Nhưng mà hôm trước vô tình tôi làm rớt một cái hộp rau dền vô, cái thân rau dền kìa nó bự hơn cái cây ổi luôn. Ủa là sao mấy má? Là sao vậy? Trời mẹ ơi, tôi tưởng đâu là cây rau dền thánh giống không đó. Mới có mấy ngày trước là nó có bị lớn nè mọi người. Mà tôi đi chơi về 3 ngày sau là nó cao bị lớn rồi nè. Ôi má ơi, không nhận ra luôn. Và tôi quyết định đặt tên cho em đó chính là bé bự. Từ ngày mà có bé bự nha, trời ơi là tôi vui. Tại vì đó giờ tôi chưa bao giờ mà thấy cái cây rau nào mà nó bự vậy luôn. 2 ngày sau thì bé bự đã cao thêm một gang tay nữa và nó ra nhánh rất là nhiều. Trời ơi, nó đẹp giống như là cây lá cảnh vậy mọi người. Cái vườn của tôi đang trống trơn vậy nha, mà bé bự nó lớn lên một cái thôi, nhìn cái vườn nó xum xuê. Trời, nó cao tới cái ngực của tôi rồi mấy mẹ ơi. Là rau chưa ta? Là phải rau không ta? Đó là mấy bữa trước rồi nha. Còn bữa nay mấy bà coi nè. Trời ơi, nó bự bằng cây cốc của tôi rồi. Trời ơi mấy bà ơi, cứu tôi. Trời ơi. Coi cái rễ của nó nè. Vậy là cái gì mà tôi không đụng tay vô thì nó sẽ lớn, còn cái gì mà chăm sóc tươi này kia thì nó sẽ quéo.